Nóng quá Nóng nó mới ra lò. mới ra lò luôn nè. Rồi cắt ra để cho cả nhà thấy cái nhân bên trong. Wow, Bánh ngon chưa? bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái vỏ mỏng ha. Gói khéo lắm mấy cái vỏ mỏng vậy đó, chứ Bốc mà theo khói. mà gói nó không khéo đó, cái vỏ nó bị. Mình khui bịch bột ra, trong bịch bột nó có một cái gói men để mà mình ủ á. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm bánh bao. Thì ở đây má mình sẽ dùng những nguyên liệu sau. Mình sẽ sử dụng là 100 g đường cát ha, và 200 ml sữa tươi, và nước cốt chanh nè, và một chút xíu muối, muối hồng nè cả nhà. Đó. Thì mỗi một gói bột nó sẽ có một cái gói men trong đây. Thì mình hòa gói men này với lại 200 ml sữa tươi. Mà sữa tươi thì mình phải hâm lên cho nó ấm ấm nha cả nhà. Đó, thì ở đây mình sử dụng là một gói bột 200 ml sữa tươi và 100 g đường, sữa tươi không đường nha. À, chanh và một chút xíu muối hồng. Mời cả nhà cùng vào bếp làm bánh với má con mình nha. Sữa tươi thì mình phải hâm lên cho hơi ấm ấm nha cả nhà. Cái 200 ml mình hâm khoảng chừng 35 second hả? 35 giây, 35 giây á. mình cái tay mình nhiệt độ nó hơi ấm ấm thôi, không nóng quá mà cũng không lạnh quá. Nè, mình múc muỗng đường này nè, mình bỏ vô đây. Tức là đúng 100 g đường rồi đó phải Dạ đúng. không? Nó ít quá không? Đường này không lẽ nó nặng ta? Rồi bây giờ chính xác là 100 g đường rồi đó. Muỗng này nè, mình bỏ vô cái ly sữa. Số còn lại thì mình cho vô bịch bột. Mình làm vậy cho nó chính xác hết, nó không có lộn đâu hết trơn. Giờ là mình ủ cái men vô sữa tươi trước. Ừ. Số đường còn lại thì mình bỏ trở ngược vô bịch bột ha. Giờ mình cho một gói men vô. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là hai bịch bột, quậy nhẹ thôi thì nha. mình sẽ có 400 ml sữa, mỗi cái mình chia làm đôi với nhau. Ngại con biết quậy cái đó này ơi. Ngại chúng mày thử đi. Quậy lên vậy chi mà cho nó thấm vô cái sữa đó, đặng lên nó lên men, nó dễ lên men á. Mình hâm nóng quá mình đổ men vô nữa chết cái men, bởi mình chỉ hâm cho ấm ấm mà, ẩm ẩm cái sữa thôi. Đặc biệt luôn là cũng là khâu này hết mà ha, Ừ. không nóng quá mà cũng Đó. không lạnh quá. Thôi Lạnh được quá rồi. thì men nó không có dậy, mà nóng quá thì men nó chết nè cả nhà. Giờ mình để yên đó, Để yên đó. mình sẽ để men cho nó như thế này khoảng 10 phút cho nó dậy men nha. Giờ mình chuẩn bị đi làm nhân. Bây giờ men của mình nó đã dậy lên này nè cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị nhồi bột ha. Trời hơi lạnh, trời lạnh thành ra mình để men nó hơi cực á, phải để hơi lâu với lại kiếm chỗ cho nó ấm. Bột với 100 g đường nó nằm trong đây rồi ha. Thôi, nhiều khi ta không biết đồ đùa nghe nói đường mà đường đi đâu. Đều lúc nãy mình để chung vô với bột trước luôn đó. Thì mình nhắc lại vậy đó. Chút xíu muối nè. Muỗng nước cốt chanh. Mới mới là nhồi bột ha. Men mà nó dậy nó phình lên rồi là mình mới nhồi bột được nha cả nhà. Mình không có nhồi tay mà mình sẽ nhồi máy. Mình bấm cái nút giống như để nó cho nó nhồi bột được.
mình cho nó vô muỗng canh dầu ăn nè. Khi mình nhồi được một phút thì mình cho thêm vô đây một muỗng canh dầu ăn ô liu nha. Ở đây mình sử dụng dầu ô liu. Rồi xong mình nhồi thêm một phút nữa là mình nhúng bột này là tầm 2 phút nha cả nhà. Đó. Rồi sau khi 2 phút thì cái máy mình đã nhồi xong rồi nè. Thì lúc trước á, nếu mà mình nhồi tay á, là mình mất tầm khoảng, thì khi mình nhồi tay thì mất tầm khoảng 20 phút nha cả nhà. 10 phút đầu mình nhồi xong mình cho thêm dầu ăn vô, mình nhồi thêm 10 phút sau nữa. Thì sau này á, máy mình sẽ sử dụng cái máy này, thành ra mình chỉ mất 2 phút nhồi bột thôi. Lẹ lắm. Mà nhồi ra bột vẫn mịn, vẫn ngon giống như mình nhồi tay vậy đó. Nhiều khi còn ngon hơn, mình nhồi tay nó đều hơn á. Đó. Giờ mình lấy bột ra mình ủ nha cả nhà. Mình ủ thơm mùi bột rồi đó, nghe nó thơm mùi giống như mùi men á, khai á. Mình nhồi được có cái là mình nhồi cái này nó vậy nè, mình nhồi bột đó xong rồi là mình đem đi ủ. Ủ 60 phút hả nè, 60 phút á. Vậy cây nói chung là mình để vô cái mình lấy cái khăn này nè. Nói chung này khăn nào cũng được, khăn sạch được rồi. Miễn là cái khăn sạch thôi. Ông về. Để cho nó giống như nó nóng phải không nè, nó có độ mình ẩm. Đem vô mình để vô cái lò nướng. Để vô lò chỗ kính cho nó ấm. Để vô đó mình ủ. Vậy đó. Rồi được rồi mẹ. Đây, còn nếu người ta không, người ta mua thịt. Thịt xay. Bà mua thịt xay cũng được. Bây giờ mình không bằm thịt mà mình xay thịt luôn. Mình đừng xay nhuyễn quá. Dạ. Trong thời gian mà mình đi ủ bột 60 phút đó, thì mình ở đây mình làm nhân. Quan trọng là cái khâu ủ bột với lại cái mình làm cái gói men cho nó lên men hả mẹ. Chứ nhân thì tùy theo khẩu vị, thì thêm ăn gì bỏ vô thôi. Nhân ha. Giờ mình cũng sử dụng máy luôn. Để mà mình xay cái nhân. Xay thịt. Yếu. Mình bấm nút xay. Mà mình không cần xay nhuyễn quá Phượng ha. Dạ. Nhuyễn cỡ vậy được hả mẹ? Vậy là cũng được rồi. Cũng nhuyễn lắm rồi không? Dạ. Mình xay sao cho nó sịt, nó còn hạt hạt ha. Xay. Nguyên liệu mà mình làm như bánh bao thì mẹ mình sẽ sử dụng là 2 phao thịt xay ha. Và 100g nấm mèo, 100g nấm đùi gà và củ hành lá. Thì ở đây nhà mình không có củ sắn thì mình thế vô nấm đùi gà nha cả nhà. Có củ sắn thì ngon hơn, tại vì hôm nay làm mà không có dự tính làm, thành ra là thế vô nấm đùi gà nhà hết củ sắn rồi. Hai phao á, mình dùng cho thịt này là mình dùng 2 muỗng cà phê. 2 muỗng cà phê hạt nêm gà. Rồi cái muỗng bự. 2 muỗng hạt nêm ha. Hai muỗng cà phê dầu hào. Không phải dầu mè, nó lộn, xin lỗi. Mình bỏ cho đây thêm là 2 muỗng cà phê dầu mè. Đặc biệt có dầu mè nó mới thơm cái nhân bánh bao mình. 2 muỗng canh nước, 2 muỗng cà phê nước mắm luôn. Tiêu nữa. Mình cho chắc cỡ 2 muỗng cà phê tiêu đi. Tiêu nhiều thì cái bánh bao nó ngon. Mình cho thêm 2 muỗng cà phê bột năng hoặc là bột bắp cũng được. 2 muỗng cà phê. Cho cái nhân mình nó kết dính hả mà. Cho cái nhân của mình nó đừng có nó bỡ. Cái này là cái bí quyết của má mình ha.
phải có dầu mè và bột bột năng hay bột bắp gì cũng được, ở đây mình sử dụng bột bắp á. Mình cũng cho 2 muỗng cà phê đường á. Thì đây mình sử dụng là 2 phao thịt, 2 muỗng bột niêm gà, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng nước mắm và 2 muỗng dầu mè. Với lại tiêu, 2 muỗng tiêu và 2 muỗng bột bắp. Giờ là mình bỏ nấm màu đen 2 thứ. Đu gà. Hành củ, hành trắng. Thì mình bỏ tất cả vô cái mình trộn lại. Mỗi thứ mình sử dụng 100 g nha cả nhà. 100 g cho 2 phao thịt. Thì mình xin nhắc lại, ở đây mình sử dụng 2 phao thịt, củ hành nè, hành lá và nấm màu trắng, nấm màu đen là mỗi thứ 100 g. Rồi mỗi thứ mình cũng nêm 2 muỗng bột nêm, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng bột bắp, 2 muỗng tiêu, 2 muỗng dầu mè, 2 muỗng đường. Vậy thôi, thì tùy theo khẩu vị gia đình mình thôi. Mình muốn ăn mặn lạt thì mình thêm tiếp ha. Mà đặc biệt là mẹ mình làm là có cái dầu mè nha. Cái dầu mè, cái nhân nó mới thơm. Với lại cái bột bắp để cho cái nhân mình nó kết dính, nó không có bị bở. Cái nhân của mình, mẹ mình làm theo kiểu này thì nó kết dính, nhưng mà không phải dính giống như dính giả khắc nha cả nhà. Dính mà kiểu như dính nó không có bở, nó ngon lắm. Thì hôm nay sẵn mẹ mình làm bánh bao, mình quay clip chia sẻ với cả nhà cách làm bánh bao của má mình. Mình tưởng là mình còn trứng cút, giờ không có trứng cút mà làm trứng gà. Mình nhắc cái nhân trước, đợi cái bột nó dậy mình phải làm cái này. Miếng lạc xưởng 1 cốc 4 trứng thịt thì mình trộn xong mình bắt nhân. Nhân bự quá. Để đi, mình làm. Ai mà thích ăn nhân lớn thì về đội của má mình. Ai mà thích ăn bột nhiều thì về đội của mình. Mình thích ăn bột. Này là bảo với thường á, là theo độ bà nội. Quá ăn nhân nhiều. Bảo mình ăn hết cái đó. Đâu đội nè. Đội Việt Nam thống nhất. Đội Việt Nam nè. Đội của bà nội là ăn gió. Nói cũng nghe. Em nói đụng nghe. Thường con la hoài vậy Thường. Em hỏi đụng kìa, nói vậy không nè, em nói đụng kìa. Đụng kìa. Được con, được con. Nè, em nói đụng kìa. Cái này là mình gói theo kiểu này nè. Mình xếp xếp viết vô nó thành cái bánh vậy. Thấy không? Nhà mình nó thì có cái khuôn. Mình bỏ cái này vô khuôn. Nóng ăn. Cái khuôn này thì nó dễ lắm. Mà ai không có khuôn thì cứ gói bằng tay. Qua đây chơi con. Nếu mà mình gói không khéo thì mình cũng cán bột xong mình ấy nhân xong mình cho vô cái khuôn mình ém. Nếu mà ta không có khuôn thì ta cũng gói bình thường được con. Đó. Thật ra cái bánh này vậy. Giờ má mình chỉ thêm cách gói là đơn giản. Không biết gói cũng phải gói được, cũng gói được. Giống như mình vậy đó. Thay vì có cái đồ cán mà mình làm ít quá, mình không có lấy ra tùm lum quá. Bây giờ mình cứ đè nó ra cho nó ra cái miếng bột giống vậy đi ha. Không, mình để cục nhân vô nè, để vô chính giữa cái mình nắm bên đây nè, hai đầu mình nắm, mình kéo lên là một cái không, xong cái mình nắm bên đây mình đưa lên.
Rồi mình nắm bên đây mình đưa lên giống như bốn góc rồi nè. Dạ. Nó còn bốn cạnh, bốn cạnh này mình kéo vô. Thấy không? Tám cái là tám cạnh. Dạ. Là đưa lại. Vô túm lại cũng thành cái bánh bao này, thấy không? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ mình xay. Nếu mình túm làm sao mà nó dính vô được rồi. Ừ, đó. Ừ. Bánh bao. Rồi xong. Có khuôn này thì có khuôn, cần phải có cái khuôn ha cả nhà. Bây giờ là nước sôi rồi mình bỏ bánh vô hấp nha cả nhà. Nhà mình là hấp và bánh bao là mua luôn cái nồi cái này mới quản diễn. Cái xửng hấp lớn vậy nè, bằng nhôm. Bây giờ mình bỏ vô mình hấp mình canh 10 phút nha cả nhà. Xong mình đem xì hơi. Xong mình hấp thêm 10 phút nữa. Là tổng cộng cái bánh bao này mình hấp 20 phút nha cả nhà. Rồi giờ 10 phút rồi đó cả nhà, mình xì hơi để cho cái lớp cái lạnh nước ở trên nó ra. Cho bánh mình nó đừng bị nhão ha. Rồi mình để thêm 10 phút nữa. Wow, nở bự. À, bây giờ đủ 20 phút rồi mình để bánh bao ra nha cả nhà. Cảm ơn. Nó nở bột lên ngon dễ sợ ha. Cảm ơn con. Giờ mình để. Rồi bánh bao mình nó đã chín rồi cả nhà ơi. Giờ mình chuẩn bị cắt ra ha. Còn nóng quá. Nóng nó mới ra lò. Mới ra lò luôn nè. Giờ cắt ra để cho cả nhà thấy cái nhân bên trong. Wow. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái vỏ mỏng ha. Gói khéo lắm cái vỏ mỏng vậy đó. Chứ mà sao mà gói nó không khéo, cái vỏ nó bị bể cả nhà. Thôi video chia sẻ bánh bao của gia đình mình đến đây là tạm dừng nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình mình. Chúc cả nhà mình làm món bánh bao này thành công nha. Mình thấy má mình làm cũng dễ lắm. Mình cũng đã chia sẻ là tận tình luôn rồi đó. Có gì sai sót thì cả nhà comment ở dưới giúp mình nha. Để mình hoàn thiện những video sau hơn. Mình xin bye bye cả nhà nha.